hạnh phúc ấm êm chốn đời. Và rồi từ đây anh và em mãi bên nhau và trao cho nhau hạnh phúc. Bao khó khăn nhọc nhằn anh sẽ không ngại ngùng, mình cùng dìu nhau bước trên đường dài. Dù thời gian có sóng gió cuốn lắm trôi mau, thì trong lòng anh vẫn mãi yêu một mình em thôi. Sẽ không để em phải buồn phiền, sẽ không để em phải cô đơn như đôi uyên ương huyền thoại. Để tình ta đẹp như mây cao sông mãi anh chẳng sao, cùng nhau ta sẽ cố gắng đắp xây tương lai. Anh và em luôn kề bên, sẽ mãi không rời xa. Con đầy đàn rộn
tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Thank you.
động buổi lễ trước giờ hôm nay thì chúng tôi cũng xin giới thiệu qua cái thành phần mà họ nhà trai chúng tôi đến. Chị đó nữa hả vậy? Thì đầu tiên đây là chị Hai. Chị Hai bà con mình gì? Thì đây là anh Hai, anh ruột trong nhà. Đó là bà Khả thôi. Mà đây là thông gia luôn. Rồi tối gì là cậu ba chú rể. Xin giới thiệu cho mọi người nghe biết. Kính thưa trưởng tộc họ nhà gái, hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm Giáp Thìn 2024, được sự thống nhất của hai họ thì hôm nay họ nhà trai chúng tôi đến để buổi lễ rước dâu. Trước khi đi vào buổi lễ rước dâu thì tôi cũng xin trình qua những cái phẩm vật mà họ nhà trai chúng tôi mang về lễ. Thì có một hai từ đường, một đôi đèn và một mâm ngọc, đó là mâm cầu, đó là phần lễ. Còn ấm vật gồm có 4 mâm trà rượu bánh mứt để dâng lên cúng ông bà. Xin thay mặt họ nhà gái chúng tôi chân thành kính trình đến họ nhà gái và chấp nhận những phẩm vật mà họ nhà trai chúng tôi mang đến. Món quà duyên chiều xưa đi khắp phố phường tìm mua trong máy sát hàng trăm nghìn muôn thứ nhưng chưa vừa lòng ngập ngừng tìm kiếm làm sao một cho những muôn bao điều cầu mong ghi nhớ ban đầu ghi tình em mong cho duyên bền lâu. Để nhìn nắm ngón ngang nhẹ nhàng dù trên cành hoa kỷ niệm đẹp biết là bao chỉ xin xuyên chớ phai màu để hoa thắt liễu hôm nào ân tình trên hết yêu thương làm đầu kỷ niệm một chút làm tin rồi đây duyên đã vuông tròn tặng em hoa cưới tay cầm hoa cài trên áo thiêu hoa vành khăn. Em ơi, hồi nãy giờ anh mua cho em 5 món rồi đó nghe. Thôi mình đi về nghe. Chưa, em còn mua thêm bộ xi măng nữa nghe anh. Món quà duyên chiều xưa đi khắp phố phường tìm mua trong máy sẵn hàng trăm nghìn muôn thứ nhưng chưa vừa lòng ngập ngừng tìm kiếm làm sao một cho những muốn bao điều cầu mong ghi nhớ ban đầu ghi tình em mong cho duyên bền lâu. Tặng em một màu khăn liễu mềm dịu dàng để bàn tay thấm lệ thẹn thùng vì tình yêu đến. Anh tặng em một màu hoa trắng ngập mịn màng để nhìn nắm ngón nhà nhẹ nhàng dù trên cành hoa.
là bao, chỉ xin duyên chớ phai màu. Để hoa khát liễu hôm nào, ân tình trên hết tiêu thương làm đầu. Vì niềm một chút làm tin, rồi đây duyên đã vuông tròn. Làm đây hoa cưới tay cầm, hoa cài trên áo thiêu hoa vậy. Trên áo thêm mầm trầu thao. Thank you.
thầy họ đứng lên để cho hai cháu nó làm lễ. Đây là cái lễ tri ân của hai họ, cũng là một cái nét đẹp văn hóa trong chỉ có trong mấy lễ cưới mà thôi. Do đó mới noi theo cái nguồn gốc ông cha mình, thầy lại cúng lại thay vì chúng ta chế nhìn ra nước sáng bốn sáng. Từ đây cô bác ơi, không là bốn sáng. Kính mời hai họ ngồi tự nhiên. Tiếp theo là người lễ gia tộc, người đang hiện diện trong buổi hôm nay. Thì lễ gia tộc trước hết thì bên nội và bên ngoại. Bên nội thì gồm có ông bà, bác trai, bác gái, bác xuôi, cô dượng. Thì bây giờ ở đây thì có người nào lớn trước giới thiệu dùng mình lớn trước cho hai cháu làm lễ. Bên cô là cô thứ mấy? Rồi, cô hai. Này đẹp. Rồi trở về với cái rồi cậu nắm hết, cậu uống hết đi cậu ơi. Cho cạn cạn ly. Bây giờ cái phần cô bác đã xong rồi, bây giờ cô bác cho cháu lại hay là xá? Xin ý kiến của cô bác, cho hai cháu là lại hay là xá? Thống nhất đi ha. Rồi hỏi cái mấy bạn trước coi thống nhất không? Rồi, xá hai cháu. Cô cháu là xá cái rồi. Xá hai cháu rồi. Rồi đến tiếp theo là cái phần phụ mẫu. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, cùng ai nuôi dưỡng, công đức sinh cho cháu làm lễ anh chị. Rồi bây
giờ không có, không có anh chị phải không? Hai con nhắm là trước sáng, hai sáng. Rồi anh chị thì chết rồi. Hai con kia chưa? Tiếp theo buổi lễ hôm nay thì đến phần giáo minh trọng. Miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã đình em về với anh. Hết rồi áo tim máu xanh, bây giờ em đã có anh, có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tay không, tình nghèo chung sống bên bồng gieo neo. Quý nhau là tấm lòng son, gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Đông lòng, đông lòng ta càng biến đông. Đông lòng, đông lòng ta càng biến đông. Đông lòng, đông lòng ta càng biến đông. Chứ đông lòng, đông lòng ta càng biến đông. Bao năm chung sống thuận hòa, bao năm tình nghĩa mặn mà đậm đà nữa hương. Dù đời một nắng hai sương, dù đời một nắng hai sương, có nhau ta có tìm được tình yêu. Trước giao của họ nhà trai đến đây là chấm dứt. Thì thay mặt họ nhà trai, chúng tôi sẽ trình một cái lễ rước giao. Trân trọng kính mời bà con, cô bác cùng họ hàng thân bằng quyến thủ đến họ nhà trai chúng tôi dùng một bữa cơm thân mật. Lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hơi.
trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Chim sâu chỉ lối vườn cao thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối vườn cao thơm ngát hương hoa. Yeah.
nhà anh mãi là tháng năm vẫn chưa nghe, xin tròn ước mơ có dàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm thanh trăng ngà hồi mùa lên tiếng ca gấp tay ta dừng say. Ôi hai thôn sao đâu nhịp cầu che bước chung vui êm sương bao. Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời dâng lên trăng màu bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Sông ơi gương nữ chưa phôi pha ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Lúa đồng mái xanh tươi, mướp cả thắm nơi nơi và vành môi trai gái hát câu ca yêu đời. Lúa đồng mái xanh tươi, mướp cả thắm nơi nơi và vành môi trai gái hát câu ca yêu đời. Nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn ta đón trăng về mừng duyên quê. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm Giáp Thìn 2024 là ngày lễ thành hôn của hai cháu Hải Đăng và Nhật Linh. Sự thống nhất của hai gia đình họ nhà trai họ nhà gái chọn ngày này giờ này để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Trước khi đi vào buổi lễ, chúng tôi xin thông qua cái chương trình buổi lễ thành hôn hôm nay. Thứ nhất là lễ bái tổ tiên ông bà, thứ hai là lễ bái Phật, thứ ba là lễ bái tiền nhân của hai họ, thứ tư là lễ bái thân thân, cuối cùng là để bắt đầu vào cái buổi lễ hôm nay. Mời
của quyền. Bây giờ tới phần làm lễ của hai cháu. Cũng phải giữ gìn. Đây là một cái nét đẹp văn hóa mà chỉ có trong lễ hỏi lễ cưới mà thôi. Để tưởng nhớ tri ân của hai họ thì hai cháu sẽ lại bốn lại, nhưng mà hai chế hai cháu sẽ sáng bốn cháu thay cho bốn lại. Lễ tri ân của tiền nhân hay họ đã xong. Kế đến là lễ bái gia tộc bên nội và bên ngoại. Thì đầu tiên thì bên nội. Bên nội thì gồm có ông bà, bác, cô dượng. Thì trong buổi lễ hôm nay thì phần ông bà thì thấy có bà ngoại thôi, cháu rất đủ nữa. Bây giờ bà ngoại cho cháu lại hay là xá nè? Rồi xá bà ngoại hay xá? Đến phần ông bà đã xong, bây giờ tới phần cô bác. Thì hai con rất hay đi đồ lại là cô bác thì đây thì có Dượng Hai. Thì thôi có gì hai, thôi hai nghe. Đưa một đứa đưa cho Dượng Hai, đứa gì Hai. Rồi nhìn lên con cái đi, nhìn lên con cái đi. Hai con.
được con khách đi về. Tiếp theo bằng cô bác thì còn có mợ ba. Cô ba, rồi hai cháu đưa cho mợ ba với cô ba. Cái này là mợ ba đại diện cô ba luôn nha. Rồi thằng cô bác nó xong, bây giờ cô bác cho cháu lại hay là sao? Sao đi. Rồi thì ta nhận lệnh ta mới dám làm. Rồi sáng cô bác về nhà ăn bỏ không mãi đổ. Rồi cô bác xong rồi, anh chị, anh nào chị nào mời vô coi, tới anh chị nè. Anh chị vô. Anh chị nha, mấy gì mất công tác rồi, thôi mẹ không nha. Ờ, anh chị đi. Hoặc là mấy gì, có mấy gì đó không, mời vô luôn. Ờ, có không, mà mấy gì chưa đến đây. Có mấy gì chuẩn bị, tôi không có công tác nữa đâu. Đó, thời gian nha, chị thấy đâu, vô. Cháu khổ rất nhiều lắm rồi hả? Cháu khổ lắm. Cháu ba nó bị cái gì vậy chứ? Bây giờ một đứa đưa cho chị bảy, một đứa đưa cho chị tám. Là chị bảy chị tám muốn cho anh ăn nha, móc cho nè. Lên đứng đó đi rồi đang đang ở đây cho mấy con luôn nghe. Trời trời. Đó giờ nó đâu có chạy đây, nó chạy rồi. Rồi rồi. Ok. Rồi cho mình minh chứng nữa. Không có, bây giờ anh nào mà tôi chưa thấy mặt thì thôi, đứa sao nha. Không có kiếm nữa.
Bây giờ tới phần là cô quá cũng nhận chị không? Không được không? Anh có đi đâu đưa nó lại đây cho em nha. Rồi, cha mẹ có nhắn gì con không? Cú rồi nó nhắn nhủ cho nghe. Rồi, để nó thì cô qua không nói à. Phụ mẫu, nam cũng như nữ, đều sanh ra con, nuôi con lớn, học thành tài, bây giờ gả cưới, đối định nữ, trách nhiệm của con là phải lại cha mẹ, bây giờ hôm nay hai con lại cha mẹ, uống lại. Chết rồi không bằng bà? Không, không chết, uống lại. Thank you.
Kính thưa quý vị, hôn nhân là một lời hứa cao đẹp trong tình yêu. Và tình yêu vốn là một điều kỳ diệu mà ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đi tìm. Và hôm nay điều kỳ diệu ấy đã đến với đôi Quyên Ương, Hải Đăng và Nhật Linh. Sau một thời gian dài tìm hiểu, gắn bó và yêu thương nhau sâu đậm, họ đã nhận ra rằng họ không thể nào sống hiểu nhau trong cuộc đời này. Và họ đã thực sự tìm được cho mình một nửa để yêu thương, để sẻ chia và cũng để cùng gắn bó đi suốt hết cuộc đời này. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều. Và khi yêu nhau, người ta thường hay mơ mộng. Em còn son, anh cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Anh về thưa mẹ, thưa cha, mang trầu, mang rượu sang nhà em chơi. Nếu mà cha mẹ nhất lời, em xin thuận ý trọn đời theo anh. Và người con trai cũng thỏ thẻ với người con gái rằng: anh về xới đất trồng cao, cho em ghé một viên trầu kế bên. Trời cho cao nọ lớn lên, trầu kia đơm lá, mình nên duyên vợ chồng. Và ngày hôm nay, ngày hạnh phúc ấy, ngày mong đợi ấy cũng đã đến. Xin trân trọng giới thiệu đến quý quan khách. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2024, gặp ngày 9 tháng 6 năm Giáp Thìn. Được sự chấp thuận của hai bên gia đình, buổi lễ tân hôn của chú rể Hải Đăng sánh viên cùng với cô dâu Nhật Linh được diễn ra một cách rất long trọng tại thư gia họ nhà trai chúng tôi. Với sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị là niềm hạnh phúc lớn lao cho gia đình chúng tôi. Và một lần nữa xin được thay mặt gia đình chủ hôn gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã không ngại đường xa xa xôi đến chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Và chúng ta cùng chúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình luôn bền chặt. Và cũng như là chúc cho tất cả quý vị sẽ có một buổi tiệc thật là ngon miệng. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón trên sân khấu cặp đôi đẹp nhất, lộng lẫy nhất, hạnh phúc nhất trong ngày của hôm nay. Xin mời chú rể Hải Đăng và cô dâu Nhật Linh cùng tiến về sân khấu. Trên sân khấu của chúng ta là cặp đôi hạnh phúc nhất, đẹp nhất, rạng ngời nhất ngày hôm nay. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đôi Quyên Ương của chúng ta đi ạ. À. Vâng, kính thưa tất cả quý vị. Cây có gốc mới đâm chồi nảy lộc, nước có nguồn thì mới biển rộng sông sâu. Và để có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại như hôm nay thì không thể không nhắc đến công ơn của những đấng sinh thành, những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ và hy sinh cả quãng đời son trẻ để dành cho cô dâu và chú rể. Và trong ngày vui hôm nay xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý quan khách sự hiện diện của hai bên gia đình. Đầu tiên xin được trân trọng kính mời ba mẹ của chú rể Hải Đăng cũng là chủ hôn của buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông Đinh Văn Sĩ và bà Trương Thị Ngọc Bích. Vâng, xin mời ông bà cùng tiến về sân khấu ạ. Và tiếp theo xin được mời ba mẹ của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời ông Đặng Văn Tuấn và bà Đinh Thị Ngọc Huệ. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, và trên sân khấu của chúng ta là hiện diện của đại diện hai bên gia đình, những bậc cao niên trưởng bối và cô dâu chú rể là cặp đôi hạnh phúc nhất, đẹp nhất, rạng ngời nhất trong ngày hôm nay. Và gia đình chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn đến sự hiện diện của tất cả các vị khách quý, cũng như là sự yêu mến mà quý vị đã dành cho cô dâu và chú rể, cũng như là tình cảm mà quý vị đã dành cho hai bên gia đình chúng tôi. Và nhân vì lý do này, xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình và cô dâu chú rể cùng cúi đầu gửi đến tất cả quý quan khách lời chào trân trọng nhất. Xin kính mời. Vâng,
Vâng, và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với nghi thức đầu tiên của buổi lễ cưới ngày hôm nay, đó là nghi thức khai rượu champagne. Vâng, xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến về tháp rượu champagne, cùng nhau khui những chai rượu champagne ngọt ngào của tình yêu và cùng rót thật đầy tháp ly tình yêu. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể ạ. Và để có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại như hôm nay thì cô dâu và chú rể không được thể nào quên công ơn to lớn ấy. Cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra, nuôi con khôn lớn, cho con có một cuộc đời tươi đẹp và cho con có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại như hôm nay. Và ông bà ta cũng đã dạy rằng con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Công lao nuôi dưỡng của cha mẹ được ví như biển trời. Và ngày hôm nay, nhân ngày thành hôn của đôi Nguyên Ương, xin mời cô dâu và chú rể hãy mượn những ly rượu hồng để thay cho lời tri ân gửi đến cha mẹ đôi bên. Vâng, xin được mời cô dâu và chú rể. Đầu tiên xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng dâng rượu đến ba mẹ của họ nhà trai. Này con yêu ơi, con ông cha lành cao như núi trái, đức mẹ hiền xuất từ biển trời, dù cho dâng trọn một đời cũng không sánh đậm như người sinh ta. Giọt nước mắt lạnh. Và tiếp theo xin được mời cô dâu và chú rể cùng dâng rượu đến ba mẹ của cô dâu ạ. Cuộc đời con ở cha mẹ không quên nào gì cả, hơn sông dài, hơn cả biển bao la, dạt bài ca trời đó không cảm tạ, cũng không bằng lòng yêu mẹ thịt cha. Ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể mỗi người chúng ta hãy nhận cho mình một ly rượu và cùng choàng tay nhau để chuẩn bị uống ly rượu giao bôi để thắt chặt thêm tình nghĩa vợ chồng, từ nay thêm mặn nồng gắn bó. Cô chú, cô chú, cái này ban đi. Rồi, hai vợ chồng.
Và quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nâng ly lên nào. Xin mời quý vị bên dưới của chúng ta hãy rót thật đầy ly của mình đi ạ. Hãy rót thật đầy những ly bia, những ly nước ngọt hay là những ly nước suối đi ạ. Và chúng ta cùng đếm thật to lên để chúc mừng cho đôi tân hôn của chúng ta. Chúng ta cùng đếm nào. 1 2 3. Và chúng ta có thể nói rằng nhà dâu nhà rể đâu xa, hai bên kết nghĩa giao hòa trăm năm, nhà trai nhà gái gần kề, hai bên kết nghĩa tình sâu đậm đà. Vâng, xin được chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình từ nay được keo sơn gắn bó mãi mãi bền chặt. Vâng, và xin được mời hai bên gia đình chúng ta cùng bắt tay nhau một lần nữa ạ. Chúng ta cùng thực hiện nghi thức tiếp theo, đó là nghi thức cắt bánh quy mừng. Còn trên sân khấu của chúng ta là sự hiện diện của chiếc bánh ngọt ngào, một chiếc bánh màu trắng tinh khôi tượng trưng cho tình yêu đẹp của hai dâu chú rể, hãy cùng tay trong tay để cắt chiếc bánh tình yêu của mình ạ. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, bánh này thắt chặt duyên tình đôi ta. Bánh này xin được cắt ra, bàn tay hãy chúng ta với mình. Chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu ạ. Vâng, và xin mời cô dâu và chú rể hãy đứng đối diện với nhau ạ. Hai tay của chú rể sẽ ôm chặt vòng eo của cô dâu, và hai tay của cô dâu sẽ để lên bờ vai vững chắc của chú rể ạ. Và từ trước đến giờ là không biết là cô dâu chú rể có hôn nhau lần nào không ạ. Vâng, và hôm nay là sẽ trao một nụ hôn thật là đẹp, thật là nồng cháy trên sân khấu trước sự chứng kiến của tất cả bà con, bạn bè, hai bên gia đình họ hàng. Vâng, và người ta thường truyền tay nhau rằng trong ngày cưới thì nếu chú rể hôn vào má trái của cô dâu thì sẽ sinh con gái, mà nếu mà hôn vào má phải của cô dâu thì sẽ sinh con trai, và nếu hôn môi thì sẽ sinh được cả trai lẫn gái. Không biết cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ bàn bạc và lựa chọn hôn như thế nào đây ạ? À? Rồi, để tùy cô dâu và chú rể ạ. À. Và các máy camera quay phim chụp hình đã sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1, bắt đầu! Nữa cũng xin được thay mặt cho gia đình chủ hôn gửi đến lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe đến tất cả bà con, hay họ, các vị khách quý đã dành thời gian quý báu đến chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Chúng ta cùng chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình luôn luôn bền chặt, mãi mãi gắn bó, và xin được chúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa vui thê. Và xin được chúc cho tất cả quý vị sẽ có một buổi tiệc thật là ngon miệng và những phút giây thưởng thức âm nhạc thật nhiều niềm vui. Và trong quá trình tiếp đón có điều chia sơ sót, xin quý vị hãy tự tin bỏ qua cho. Và ngay bây giờ xin được cảm ơn cô dâu và chú rể. Xin được mời cô dâu và chú rể cùng tiến về bàn tiệc để cùng tiếp đãi các vị khách của mình ạ. Vâng, xin được cảm ơn. Và chúng ta sẽ cùng trở lại với chương trình văn nghệ với âm thanh ánh sáng sáo trai. Và bộ phận vần âm thanh của chúng tôi luôn sẵn sàng để phục vụ cho tất cả các quý vị những tiết mục văn nghệ từ tân nhạc, tân cổ giao duyên hay trích đoạn cải lương. Và
quý vị hãy đăng ký những tiết mục văn nghệ mình yêu thích để gửi tặng đến gia đình cũng như là cô dâu và chú rể. Và xin được mời các anh chị, các cô bác đến từ họ nhà gái ạ. Không biết các anh chị, các cô chú có đăng ký những tiết mục văn nghệ không ạ? Và tiếp theo xin được mời anh Công Hậu đến từ nhà gái. Anh sẽ gửi đến chúng ta một ca khúc được mang tên Vui Trong Ngày Cưới. Vâng, một tràng vỗ tay cho tiếng hát của anh đến từ nhà gái ạ. Tết quê mình năm nay quá chịu chơi, tiếng nổ vang hai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhau ghé, mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể, bên gia đình anh tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau, hai trẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh tám xin mời anh một chén, nè 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 cô sáu cùng ly ta rớt đèn. Cái riêng ly này tôi chúc chào tân lang, cái thêm ly này tôi chúc gái dài nhân, chúc hết làng ta đều ăn tết rần rần. Xuân sang người mình càng đang từng bừng
phải chi chỉ sao cùng ly với bà xui đi cay đã xuân năm này anh đám cưới cho con sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui xuân của lòng ta là không có tuổi già xuân năm này tôi xin chúc muôn nơi xuân khắp mọi nơi và xuân khắp chung lòng say đắm miền Tây.
đến cho em tình yêu mới. Chẳng có trái tim biển xanh, sống xa đưa giấc mộng lành. Chẳng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chẳng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Tìm đến với muôn vần thơ, mãi yêu nhau.